Mời các bác cùng nghe và trải nghiệm chất âm trên một cục đẩy BS Audio S1500, hàng thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Con này thì công suất 1500W một kênh, tiếng đánh rất là căng các bác. Đấy. Nghe tiếng rất là căng, rất là chắc các bác. Căng đánh một đôi loa các bác nhá. Ok, xin chào các bác quay trở lại video tiếp theo của bên cửa hàng bên em. Ở đây thì ngày hôm nay thì xin phép được giới thiệu đến cho bác cũng như là hàng vừa mới cập bến bên em luôn. Tri ân cho ba bác may mắn nhanh tay nhất trong ngày hôm nay là đối với một cục đẩy BS S1500, dòng sản phẩm cao cấp nhất của hãng BS Audio thời điểm hiện tại. Dòng này sẽ là công suất 1500W một kênh. Đấy các bác nhé, ở trở kháng là 8 ohm 1000, con này công suất của nó là 3000W một kênh, ở trở kháng là 4 ohm và lên tới là 5500W ở trở kháng là 2 ohm các bác nhá. Quánh rất là kinh khủng, rất phù hợp để cho anh em đi show sự kiện kẹo kéo, anh em làm sự kiện phòng hát các thứ thì rất là thoải mái chơi luôn các bác nhá. Con này thì không hay không xịn, em không lấy tiền. Và bên em là đơn vị đầu tiên ở trên đất nước Việt Nam này bán đẩy không cần phải cọc. Anh em mua hàng cam kết zin chuẩn xịn đến tay tất cả bác và anh em. Hàng không zin, không chuẩn, không xịn em không lấy tiền các bác nhá. Và bên em luôn luôn cam kết với bác là hàng chính hãng, để cho các bác cứ yên tâm luôn được chưa ạ. Với một cục đẩy công suất khủng của BS Audio này, nó sẽ là 1500W một kênh. Con này thì sẽ có cái mặt rất là đẹp, các bác nhìn thấy không? Đấy, có cái mặt này, mặt trước nó có như kiểu cái gương này các bác, nhìn rất là đẹp. BS Audio các bác nhá. Con này là phù hợp cho anh em đi show sự kiện kẹo kéo, rất là ngon luôn, kể cả anh em phòng hát karaoke rất là ngon các bác nhá. Em sẽ show ruột gan của nó ra để các bác cùng nhìn đây. Các bác nhìn qua một chút về nội thất của dòng này, nội thất của nó dường như là kín linh kiện luôn. Nó không có một cái cm vuông nào không nhìn thấy, các bác không nhìn thấy được cái linh kiện của nó. Cái linh kiện của nó phủ khắp luôn các bác nhá. Con này sẽ là dùng tổng cộng là 4 quạt tản nhiệt, 2 quạt thổi và 2 quạt hút, để nó có một cái bộ sản phẩm nó chạy, nó mượt mà, nó ngon lành nhất và nó mát nhất cho máy, được chưa ạ. Và dòng này sẽ là có một cái nguồn xuyến đồng các bác nhá. Các bác nhìn nguồn xuyến đồng, các bác nguồn xuyến đồng đỏ au luôn các bác nhìn thấy không? Nguồn xuyến đồng kìa các bác, bao zin cho các bác luôn, là bao chuẩn cho bác, là nguồn xuyến đồng 100% các bác nhá. Nguồn xuyến đồng này, đấy, 100% nguồn xuyến đồng. Nguồn này là nguồn 220 các bác nhá. Các sờ tay vào đây mát cực các bác. Các bác để sờ tay ở đây nhá. Cái quạt nó thổi rất là mát. Đấy, con này thì là nguồn 220 các bác nhá. Nguồn xuyến đồng 220 sẽ sử dụng tổng cộng là tới là 24 tụ vàng các bác. 24 tụ vàng và toàn bộ là tụ khủng các bác nhá. Tụ khủng tức là sao? Con này sẽ là 80V 10.000 mi. Đấy, tụ 80V 10.000 mi nó, cái tụ càng nhiều thì cái độ lọc âm thanh cũng như là chất của nó cho ra càng hay, càng lực, càng khỏe các bác nhá. Đó, tiếng nó càng đầy, càng căng. Đó, và cũng như là dòng sản phẩm này 24 tụ cộng với đó là sẽ sử dụng là toàn bộ các bác nhìn này. Mỗi một kênh của nó sẽ sử dụng lên tới là 20 con sò các bác. 20 con sò, tổng cộng con sò trong ngày hôm nay cho một con đẩy BS1500 này là 80 sò trường NGVK các bác nhá. Toàn bộ là sò trường NGVK các bác. Đấy, sò trường NGVK đó. Những cái dòng sò trường NGVK này là những cái dòng sò mà nó được xuất hiện trong rất nhiều các dòng đẩy cao cấp của GB, đúng không ạ? Của Crown, rất nhiều các thương hiệu khác nữa, rất là nhiều. Đó. Và trong những cái dòng sản phẩm cục đẩy công suất khủng như thế này thì hiện tại các bác mua, nếu mà mua một cục đẩy như này ở trên thị trường, chắc chắn là nếu như cục BS này đi các bác mua nhá, ở trên thị trường nó phải loanh quanh phải tầm khoảng 9,5 triệu. Nhưng mà ngày hôm nay bên em xin được ở hãng 3 cục, duy nhất 3 cục này thôi, xin được ở hãng giá cho các bác ngày hôm nay, báo giá cam kết cho các bác ngày hôm nay luôn là với một bác mua dòng sản phẩm S1500 này, bên em sẽ để cho bác giá 6.900.000 đồng, bao ship toàn quốc cho các bác và anh em, và đặc biệt tặng cho các bác và anh em 4 rắc Canon như thế này luôn. 4 rắc Canon để các bác kết nối luôn các bác nhá. Đó, tặng cho các bác đầy đủ rắc Canon kết nối luôn, được chưa ạ? Dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm ngon, bổ rẻ, chất lượng âm thanh rất là hay. Các bác nào đang chuẩn bị là đi show sự kiện kẹo kéo, các bác hoàn toàn có thể chơi những cục đẩy như thế này. Một kênh này của nó có thể hoàn toàn đánh một đôi loa bát 30 các bác nhá. Một kênh đánh một đôi loa bát 30 thoải mái luôn, là các bác biết là nó khỏe như nào rồi. Đấy, còn kênh này các bác đánh thêm một đôi loa 30 nữa, kênh này đánh thêm một đôi loa 30 nữa, kênh này đánh một con súp kép nữa. Đấy, rất là thoải mái luôn.
anh em về những cái dòng sản phẩm này thì các bác rất là tham lam luôn. Chơi những cục đẩy này là những chơi những cục anh em dành cho những anh em chơi tham lam và những anh em chơi thực dụng. Bởi vì anh em duy nhất một cục đẩy mà chúng ta có thể đánh được nhiều loa. Đấy, chơi rất là khỏe luôn các bác nhá. Đấy, dòng đẩy BS S1500 của USI này rất là ngon các bác. Đấy, mà đằng sau này có đầy đủ các chế độ này. Thì các bác nhìn nhá, chế độ barrel này, chế độ sitter đầy đủ hết cho các bác luôn để các bác chơi. Đây, bright này, sitter này, barrel này, thấy chưa ạ? Các cái chế độ là căn chỉnh cắt tần này. Đấy, rất là ngon luôn các bác nhá. 4 kênh, chế độ chập kênh này, các thứ rất là đủ, đầy đủ cho các bác luôn, được chưa ạ? Rắc cọc đồng này, đầu vào này, rắc cọc new trick này, speak công này, rất là ngon đấy các bác. Đấy, anh em nào mà đang có nhu cầu sắm sửa một con đẩy khủng, chơi âm thanh sự kiện hay, chơi gia đình rất tuyệt vời như này, anh em đi sâu sự kiện kiểu kéo thì cứ liên hệ sớm cho em nhá. Bên em tự tin là một trong những đơn vị đầu tiên bán đẩy không cần phải cọc, giá 6.900.000 đồng, bảo hành cho bác 2 năm, cam kết hàng zin chuẩn xịn đến tay các bác, về nhận hàng kiểm tra thoải mái, test âm thanh ngon lành, phải thanh toán tiền các bác nhá. Đấy, bác nào mà kết thì alo sớm cho bên em các bác nhá. Xin chào.